Nguyễn Võ Quỳnh Trang nghe và trả lời. Trong quá trình chung sống với lại Thái với lại cháu An á, thì cháu An gọi bị cáo là gì? Dạ là mẹ. Bằng gì? Dạ đối với mẹ. Bằng mẹ? Dạ. Đối với một đứa trẻ mà ông do bị cáo sinh ra gọi bằng mẹ, bị cáo cảm nghĩ gì trong lòng? Bị cáo có trả lời được không? Dạ thưa bị cáo không có câu trả lời. Tại phiên tòa hôm nay thì khi hội đồng xét xử hỏi bị cáo là nội dung bản cáo trạng có đúng hay không thì bị cáo trả lời đúng, phải không? Dạ. Nếu như bị cáo trả lời là bản cáo trạng đúng thì trong bản cáo trạng tôi mô tả rất rõ về hành vi bị cáo cũng như vai trò của Thái, thì tại sao khi hỏi tới Thái và khi hỏi tới hành vi của bị cáo thì bị cáo nói là không nhớ, không biết. Hay là bị cáo lại không đối mặt được với sự thật? Nhìn thẳng lên này, bị cáo nhìn thẳng lên trả lời. Thưa bị cáo không có câu trả lời. Sao? Dạ thưa là bị cáo không có câu trả lời. Cho là bị cáo không trả lời. Ở đây hội đồng, ở đây là kiểm sát viên cũng giải thích cho bị cáo nghe, bị cáo hiểu về hành vi của mình. Hành vi của mình đã được camera ghi nhận, quá trình điều tra đã đầy đủ chứng cứ tài liệu, hình ảnh camera ghi nhận âm thanh, hình ảnh hành vi như thế nào cụ thể. Cho nên là viện kiểm sát chỉ hỏi bị cáo để xem xét ở đây là cái lương tâm bị cáo, tính chất mức độ của bị cáo để coi còn có khả năng cải tạo hay không. Bị cáo cho biết là bị cáo có biết cái việc mà Thái không muốn có con không? Dạ thưa là bị cáo không biết. Rồi Thái nó biết đó, còn cái chuyện bị cáo có biết hay không, tự bị cáo biết ha. Bị cáo có trong các cái chuyện mà bị cáo quen với lại Thái đó, thì cái bị cáo có quan hệ giao tiếp qua lại với gia đình của lại bị cáo Thái không? Dạ thưa có. Có không? Dạ, vậy thì bà Mai là mẹ của Thái đó, đối xử với bị cáo như thế nào? Dạ thưa, mỗi khi bị cáo ghé sang nhà của anh Thái chơi thì gia đình anh Thái vẫn bình thường với bị cáo ạ. Sao? Dạ, khi mỗi lần mà bị cáo sang thăm nhà bên nhà của anh Thái thì gia đình anh Thái vẫn vui vẻ bình thường với bị cáo ạ. Bị cáo nghe trả lời, tại vì bà